Giá tiêu hôm nay 31 tháng 1 trong khoảng 80.500, 83.500 đồng 1 kg. Giá hạt tiêu Việt Nam được kỳ vọng sẽ khả quan hơn sau Tết Giáp Thìn, khi các thương lái Trung Quốc gia tăng sức mua trên thị trường, nhất là thời điểm đầu quý hai hàng năm. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế, IPC, niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia, chốt tại 3.864 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 3.850 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu đen Kuching, Malaysia ASTA giữ mức 4.900 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng môn tốt 6.092 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.900 đô la Mỹ một tấn với loại 500G1L, loại 550G1L mức 4.000 đô la Mỹ một tấn giá tiêu trắng ở mức 5.700 đô la Mỹ một tấn. IPC giữ ổn định giá tiêu các nước so với hôm qua. Theo IPC, sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2023 đạt 539.000 tấn, giảm 4,3% so với năm 2022. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ Brazil, Ấn Độ và Indonesia. Sắp tới Việt Nam, Ấn Độ và miền Nam của Brazil bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Nhập khẩu của Ấn Độ có dấu hiệu tăng mạnh trở lại trong giai đoạn tháng 8, 11, 2023. Tuy nhiên, tính đến tháng 11 năm 2023, lượng nhập hồ tiêu của Ấn Độ giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước đạt 31.839 tấn. Vụ tiêu của quốc gia này năm 2024 chuẩn bị thu hoạch. IPC cho biết thêm Sản lượng hồ tiêu Ấn Độ năm 2024 tăng khoảng 1,1% so với năm 2023 và đạt khoảng 88.000 tấn. 11 tháng đầu năm 2023, Ấn Độ xuất khẩu 14.022 tấn hồ tiêu, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2022. Quý 4 năm 2023 Giá FOB tiêu đen Ấn Độ ghi nhận mức tăng 3% so với quý 3 cùng năm và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Vào các tháng 11 và tháng 12 năm 2023, hạn hán xảy ra ở Brazil với mức độ khốc liệt đã ảnh hưởng đến nhiều vùng trồng tiêu, nhất là những vùng sẽ thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024. Sản lượng hồ tiêu ở Brazil có thể sẽ giảm trong năm nay. Do đó, sản lượng hồ tiêu toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong ba quốc gia sắp tới thu hoạch hồ tiêu thì chỉ có Ấn Độ dự báo tăng nhẹ. Trong khi khu vực trồng trọng điểm là Việt Nam và Brazil giảm mạnh sản lượng. Có thể thấy nguồn cung toàn cầu sẽ bị đe dọa trong trung hạn. Giá hạt tiêu Việt Nam được kỳ vọng sẽ khả quan hơn sau Tết Giáp Thìn, khi các thương lái Trung Quốc gia tăng sức mua trên thị trường, nhất là thời điểm đầu quý 2 hàng năm. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 83.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.500 đồng 1 kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 82.500 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 83.500 đồng 1 kg tăng 500 đồng 1 kg. Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng 1 kg ở Bình Phước, giữ ổn định tại các địa phương còn lại so với cùng thời điểm hôm qua, giá cà phê thế giới. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 2024 giữ đà tăng tới 61 đô la Mỹ 1 kg, giao động từ 2949, 3336 đô la Mỹ 1 tấn. Cụ thể,

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 31 tháng 1 năm 2024 giảm ở kỳ hạn gần, tăng ở kỳ hạn xa. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2024 là 237,15 đô la Mỹ một tấn, kỳ giao hàng tháng 5 năm 2024 là 232,85 đô la Mỹ một tấn kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 234,90 đô la Mỹ một tấn và giao hàng tháng 9 năm 2024 là 231,5 đô la Mỹ một tấn. Theo chuyên gia, Việt Nam có lợi thế về cà phê Robusta. Giá loại này tăng nhiều phiên liên tiếp do lo ngại nguồn cung từ châu Á và tuyến vận tải biển Âu tá qua kênh đào Suez bị tắc nghẽn. Ngoài ra, Sản lượng cà phê nước ta thu hoạch năm nay dự kiến giảm 20 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn lại lớn vì giá thu mua cao. Niên vụ 2023-2024, sản lượng cà phê của nước ta dự kiến giảm xuống 1, 6, 1 7 triệu tấn, vì Cofa thông tin, thấp hơn mức 1,78 triệu tấn niên vụ trước đó. Giá cà phê hôm nay 31 tháng 1 trong khoảng 78.000, 79.000 đồng 1 kg. Giá cà phê hai sàn cùng tăng. Các nhà sản xuất Robota lớn ở Đông Nam Á đang phải đối mặt với vấn đề giao hàng chậm cho thị trường châu Âu do vận tải ách tắc. Điều này tiếp tục đẩy Robota tăng kỷ lục. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 78.000 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay ở mức 78.500 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc, Giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 78.400 đồng 1 kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 79.000 đồng 1 kg tại Gia Nghĩa và 78.900 đồng 1 kg ở Đắk Trời Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 78.400 đồng 1 kg, Chư Prong, ở Pleiku và La Krai cùng giá 78.300 đồng 1 kg còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 78.400 đồng một kg, thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng so với cùng thời điểm hôm qua.